đi đi, đến và giải thoát dân ra khỏi Ai Cập. Đẹp quá trời luôn. Cùng với lời mời gọi đó, Môi-se lên đường giải cứu dân Do Thái khỏi các nô lệ và dẫn dắt dân người ra khỏi đất Ai Cập. Năm xưa trên cây sồi, mẹ Ma-ti-a xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiền thông linh sáng chói. Đêm tôi hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mẫn côi. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, con xin dâng mẹ rồi, sớm chiều từ nay thông hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đôi thương nhận lời, cho nước Việt xinh tươi đứng tin xa hàng ngày, cho nước Việt xinh tươi đứng tin xa hàng ngày.